quý vị và các bạn, sau nhiều lần thay đổi thì hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đang có 12 nông lâm trường quốc doanh. 12 nông lâm trường quốc doanh này thì đang quản lý khoảng 76.000 ha đất nông lâm nghiệp. 76.000 ha đất nông lâm nghiệp là một con số khá lớn. Thế nhưng có một thực tế là lại rất nhiều người dân miền núi lại đang thiếu đất sản xuất. Từ thực tế đó thì chính phủ đã có chủ trương đổi mới sắp xếp lại đất nông lâm trường. Mặc dù đã được thực hiện từ vài năm nay, thế nhưng việc sắp xếp đổi mới các nông lâm trường thì vẫn chưa hoàn tất. Trong khi đó thì khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề đất đai. Trong chuyên mục đối thoại với cử tri hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến trường quay ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này. Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thì cái câu hỏi đầu tiên mà rất là nhiều cử tri khi gửi thư về cho chúng tôi thì đã muốn được lãnh đạo ngành nông nghiệp trả lời, đó rằng là đến thời điểm này thì công tác sắp xếp đổi mới nông lâm trường ngoài quốc doanh đang được tỉnh triển khai như thế nào? Hiện nay thì Nghệ An đang chỉ đạo thực hiện cái đổi mới nông lâm trường theo cái nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị định 118 của Chính phủ. Và cái tiến độ thì đến ngày hôm nay và cụ thể thì đến ngày 26 tháng 2 năm 2016 thì Chính phủ đã phê duyệt xong cái phương án chuyển đổi tổng thể của các cái doanh nghiệp Nghệ An. Thế thì như vậy, trong cái tiến độ này thì Nghệ An là một trong những cái tỉnh là chuyển đổi tốc độ cả nước, một trong 23 tỉnh. Tuy nhiên thì theo cái yêu cầu tiến độ của tỉnh đặt ra thì tiến độ này vẫn chưa đạt theo cái mong muốn của tỉnh. Như ông vừa trao đổi thì tiến độ của việc sắp xếp đổi mới nông lâm trường quốc doanh của Nghệ An thì vẫn chưa đạt yêu cầu do kế hoạch của tỉnh đề ra. Vậy thì ông có thể phân tích những nguyên nhân? Nếu mà so với cái tiến độ chung của cả nước thì Nghệ An vẫn đang là đơn vị tốc đầu. Nghệ An là một trong 23 đơn vị đã hoàn thành cái phương án sắp xếp tổng thể. Và nhưng theo yêu cầu của tỉnh thì yêu cầu cao hơn. Và theo yêu cầu của tỉnh thì hiện nay là chúng tôi về tiến độ thì vẫn chưa đạt. Về nguyên nhân của chưa đạt thì chúng tôi cho rằng có 3 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất đó là do tư tưởng của cán bộ công nhân viên nông lâm trường chưa sẵn sàng để đổi mới. Và một số thì có tư tưởng trông chờ ỷ lại. Vấn đề thứ hai là vấn đề mấu chốt, đó là vấn đề đất. Vấn đề đang nóng hiện nay đó là vấn đề kiểm đếm, đo đếm, phân tích các loại đất để mà đưa vào sản xuất các kinh doanh các loại đất này. Vấn đề thứ ba nếu là có sự tranh chấp giữa nông lâm trường và các hộ dân ở trong vùng này thì cũng chưa được giải quyết dứt điểm. Do ba nguyên nhân đó cho nên cái việc sắp xếp chuyển đổi lại các cái doanh nghiệp này thì hiện nay là chưa được phê duyệt cái đề án, cái phương án cụ thể để trình Chính phủ phê duyệt. Thưa ông, thì nhiều cử tri khi mà gửi thư về cho chúng tôi thì thẳng thắn nêu ra một cái quan điểm như thế này ạ. Việc sắp xếp đổi mới nông lâm trường vẫn đang ở trong cái tình trạng là binh mới rượu cũ, và trong quá trình triển khai thì các bên liên quan vẫn chưa thực sự quan tâm và vào cuộc. Vậy quan điểm của ông như thế nào trước cái ý kiến này của cử tri ạ? Theo tôi ạ, thì cái quan điểm binh mới rượu cũ thì hoàn toàn không đúng. Bởi vì hiện nay theo cái nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị định 118 của Chính phủ thì đã nêu rất rõ. Trước đây thì nhà nước giao đất cho nông lâm trường để quản lý và sản xuất. Nhưng hiện nay thì nông lâm trường phải thuê lại đất đó để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Thế thì như vậy là nó có cái khác. Cái thứ hai là trước đây là các doanh nghiệp nhà nước, nhưng bây giờ thì chuyển đổi thành cái công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc là cổ phần hóa. Thế thì như vậy cổ phần hóa thì nó khác hoàn toàn so với doanh nghiệp nhà nước trước đây. Còn một số ý kiến của cử tri khác thì có nói rằng là nông lâm trường giữ đất quá nhiều và kinh doanh không hiệu quả, trong khi đó thì nhân dân lại thiếu đất sản xuất. Họ cũng nêu lên một cái ví dụ cụ thể như là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp Sông Hiếu. Đơn vị này thì đang quản lý cái diện tích đất tới 34.500 ha. Trong khi đó thì có hàng chục nghìn hộ dân ở Quy Hợp và Quy Châu lại thiếu đất sản xuất. Vậy thì cử tri thắc mắc là đến lúc nào thì người dân nơi đây mới được giao đất để sản xuất thưa ông? Cụ thể thì cái công ty lâm nghiệp Sông Hiếu trước đây quản lý cụ thể là 51.000 ha. Và sau 12 lần chuyển trả đất cho địa phương thì cụ thể đã chuyển trả 15.000 ha. Như vậy đến thời điểm này cái công ty lâm nghiệp Sông Hiếu quản lý 36.000 ha.
Sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp thì sẽ tổ chức sản xuất lại để đạt hiệu quả cao hơn. Và cái phần 4.200 ha thì sẽ tiến hành để trả lại cho người dân địa phương. Theo quy định thì khi sắp xếp chuyển đổi sang doanh nghiệp thì sẽ tiến hành chuyển trả. Tuy nhiên, tỉnh, Ủy ban nhân tỉnh và Sở Nông nghiệp yêu cầu công ty nông nghiệp Phú Hiếu phải tiến hành trả ngay cái diện tích này cho địa phương và sẽ làm thủ tục về cấp giấy sử dụng đất về sau. Nhưng mà có những cái số liệu cụ thể, những cái con số cụ thể để người dân được biết rằng là đến bao giờ thì họ có thể lấy được cái số đất này không ạ? Hiện nay trong 4.200 ha này trên 3 huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp thì cái phương án cụ thể thì địa phương đã thống nhất được với công ty này rồi. Và hiện nay thì chúng tôi đề nghị là trả nguyên trạng 4.200 ha này về địa phương luôn, giao cho huyện và xã quản lý trực tiếp, và có thể là trong tháng này cũng thể giao được theo chỉ đạo của tỉnh và để làm thủ tục chuyển đổi xong. Đó là câu chuyện của một công ty nông lâm nghiệp Sông Hiếu. Vậy thì trên địa bàn cả tỉnh thì đến bao giờ người dân mới có thể được nhận đất để sản xuất đó thưa ông? Hiện nay thì cái đất mà chuyển trả về địa phương á thì công ty nông nghiệp Sông Hiếu là nhiều nhất. Còn lại trong quá trình chuyển đổi sắp xếp lại doanh nghiệp thì cũng rà soát để chuyển đổi lại các địa phương. Tuy nhiên thì do một số cái công ty về lâm nghiệp á như ở Con Cuông, Tương Dương, Đô Lương thì trước đây cũng đã rà soát và chuyển đổi tương đối ổn định rồi. Thì chúng tôi chỉ rà soát là những cái diện tích đất nào mà tranh chấp giữa nông lâm trường và người dân thì chuyển đổi, và những diện tích nào nông lâm trường sử dụng sai mục đích thì cũng phải chuyển trả cho người dân. Và cái theo phương án theo cái quan niệm chung thì phải khi sắp xếp xong thì tiến hành chuyển trả cho người dân, nhưng mà tỉnh và sở yêu cầu là khi thống nhất được với chính quyền địa phương và cái công ty nông lâm nghiệp rà soát lại và sẽ tiến hành chuyển trả ngay cho địa phương, chứ không chờ đến khi sắp xếp xong thì mới chuyển trả. Vâng, có thể thấy rằng là với sự vào cuộc của ngành nông nghiệp thì sẽ không bao lâu nữa một số hộ dân thiếu đất tại khu vực nông lâm trường thì sẽ được bàn giao đất. Một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại với cử tri của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên mục đối thoại với cử tri được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mọi thắc mắc của cử tri xin gửi về địa chỉ đối thoại với cử tri ntv@gmail.com.